Xin chào bà con, thì mình đang có mặt tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, ở phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đây. Thì mình đang có mặt tại vùng đất của anh Lợi và anh Quý. Thì đây là toàn bộ cái mô hình và cái quá trình mà lắp hệ thống tưới phun sương để anh tiến hành là trồng cây sầu riêng. Và cái thứ hai nữa là cái quá trình lắp ráp kỹ thuật trồng và lắp hệ thống tưới phun sương cho cây trồng của chúng ta. Thì hầu như tất cả vùng đất ở bà con nông dân chúng ta ở trên mọi vùng, ở trên đất nước, hầu như cây ăn quả đã đưa đến mọi nơi, mọi vùng miền của bà con nông dân chúng ta. Kể cả ở những vùng đất cát, đất đồi, đất đá, thì tùy vào những thổ nhưỡng mà cái sinh lý phát triển của cây sẽ khác nhau. Thì trên clip này, mình sẽ quay về toàn bộ cái quá trình mà lắp ráp và thi công những cái vấn đề là hệ thống tưới. Và sau đó là những vấn đề về kỹ thuật chăm sóc và trồng cây sầu riêng. Thì qua đây á, thì bà con cứ xem và theo dõi toàn bộ cái quá trình trên cái mảnh đất này. Thì thật sự cái clip này mình đang quay bà con xem á, là nhiệt độ rất là nóng và cái thời tiết rất là khắc nghiệt, nên cái tình trạng mà thiếu nước cho cây trồng chúng ta rất là nhiều. Vì thế gần đây rất nhiều bà con nông dân chúng ta đã tiến hành là sử dụng hệ thống tưới phun sương cho cây trồng chúng ta. Cái thứ nhất là tiết kiệm được thời gian trồng và tưới chăm sóc. Cái thứ hai nữa là điều tiết được cái thời gian thiếu nước của cây trồng theo thời tiết khắc nghiệt ở mỗi vùng khác nhau. Thì đối với vùng đất ở xã Diên Thọ này, ở Nha Trang này, Diên Khánh này, bà con xem này, đất rất là khô cằn, rất là cứng vì đây là đất đồi, rất là nắng gắt, nên qua đó cái cách chăm sóc bà con đòi hỏi rất là cao, và cái hệ thống tưới chúng ta đòi hỏi rất là đầy đủ nước để tránh tình trạng chúng ta khi trồng cây lên thì cây sẽ thiếu nước. Thì theo một số quan điểm của mình chia sẻ cho bà con nông dân á, thì bà con nên lắp hệ thống nước tưới trước khi trồng cây. Thì một số bà con cũng hơi thắc mắc là tại sao phải lắp trước. Thì lắp trước đối với những vùng đất khắc nghiệt á, khi bà con lắp xong bà con tiến hành trồng thì qua đó điều tiết nước thì bà con sẽ tưới. Thì lúc này sẽ giúp cho cây trồng chúng ta sẽ đầy đủ nước và phát triển và nhanh chóng hơn. Thì đối với cái hệ thống này á, thì thời gian lắp ráp nói chung và thời tiết khắc nghiệt này cũng rất là cực, nên đối với những vùng đất đá này thì bà con ta đào hố chôn hệ thống tưới rất là cực. Nên qua đó mình có thể là sử dụng một số loại máy đào, máy múc để chúng ta chôn ống cho nó hiệu quả và cao hơn. Thì những cái việc công tác mà chôn ống này đòi hỏi chúng ta phải, thứ nhất về công tác là hệ thống tưới nước, vì đất này là đất dốc và đồi nên đòi hỏi lượng nước tưới và bơm đẩy chúng ta phải mạnh, và những một số công tác chúng ta đi đường nước cho nó đều và cân đối. Thì hầu như gần đây á, cái mô hình sử dụng hệ thống tưới phun sương tưới nhỏ giọt áp dụng rất nhiều vùng và nhiều nơi. Thì mình sẽ quay rất là chi tiết và từ từ cho con xem về toàn bộ quá trình mà lắp hệ thống tưới phun sương của anh Lợi và anh Quý ở Nha Trang. Thì thời tiết hiện tại dao động là tầm 41-40 độ C ở khu vực này. Thì bà con cứ xem và theo dõi hết clip, vì ở cuối clip á, mình sẽ quay về kỹ thuật và hướng dẫn và cách khảo sát về toàn bộ quá trình mà đã lắp xong và sử dụng để kiểm tra những cái đầu bét chúng ta nó quay khoảng cách nước tưới có đều hay không và có đều hết bét hay không. Và cái cuối cùng nữa là đó là hệ thống chăm sóc và cái cách chúng ta trồng và chăm sóc và xử lý khi mà xuống giống cây sầu riêng. Thì mình cũng nói sơ là khi đối với những vùng đất đá như thế này thì đòi hỏi hệ thống nước tưới chúng ta rất là nhiều và cần rất là chi tiết, vì đất đá nên tỷ lệ thoát hơi nước rất là nhanh. Vì thế bà con có thể tưới dao động cho mình là tầm 2 đến 3 lần trên một ngày vào thời tiết là sáng và gần trưa và chiều, đó là tùy vào cái thời tiết mà bà con ta điều tiết để con tưới cho nước chúng ta đầy đủ và độ ẩm hơn. Thì bà con cứ theo dõi hết clip đi, mình sẽ quay toàn bộ quá trình này để một số bà con chúng ta đang có dự định hoặc tham khảo về cái hệ thống tưới như thế này thì con có thể áp dụng cho mình vào cái vườn của mình cho hiệu quả. Cái thứ nhất là tiết kiệm được chi phí, cái thứ hai là tiết kiệm được công cán, và cái thứ ba là bà con sẽ không mất thời gian vào cái việc mà trồng này và việc tưới nước này, bà con sẽ điều tiết rất là nhanh. Sau khi lắp xong thì mình cũng tiến hành kiểm tra những cái đầu bét này quay như thế nào và cái đường nước đi, và mỗi van chúng ta đều có những cái khóa riêng cách biệt để những cái tình trạng chúng ta khóa nước cho nó hiệu quả hơn. Thì toàn bộ clip này rất là dài, bà con cứ xem và đăng ký kênh để chúng ta có những cái khảo nghiệm những cái hệ thống mới cho cái nông nghiệp chúng ta. Thì hầu như cái hệ thống tưới này á, rất nhiều bà con chúng ta đã áp dụng rồi, nhưng một số bà con chúng ta không có xem được thực tế và một số bà con chúng ta không có thấy được cái cách
lắp ráp từ ban đầu cho tới khúc cuối như thế nào. Thì có những người bà con đã lắp rồi, có những bà con chưa lắp, thì cái này thì mình chỉ quay và chia sẻ cho con để con những bà con ta có những cái đánh giá riêng và những cái cách chăm sóc riêng đối với cái vườn cây chúng ta cho nó hiệu quả và đạt năng suất cao. Thì hầu như tất cả cây trồng chúng ta đều trồng được ở tất cả khu, nhưng qua đó những khu đối với đất đá thì cái tỷ lệ trồng và chăm sóc nó sẽ khác so với những vùng đất đỏ và đất phù sa, đất ba gian, đất ruộng và đất cát. Nói chung là tùy vào thổ nhưỡng mà có những cách chăm sóc khác nhau. Thì qua đó bà con cứ xem về toàn bộ cái quá trình mà mình quay cho bà con ta khảo nghiệm được cái hệ thống và cách lắp ráp của nông dân chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.